Vừa qua, ông Trần Đình Oanh, Tránh Thanh tra Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã xử phạt 3 nhà thuốc do bán lẻ thuốc không được bán theo quy định của pháp luật. Theo đó, trong thời gian Sở Y tế kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thì phát hiện 3 nhà thuốc gồm Minh Long đường Hùng Vương, nhà thuốc Minh Ti đường Ngô Quyền và nhà thuốc Thuận Thái đường Ngô Quyền có hành vi mua bán thuốc điều trị COVID-19 khi chưa được Bộ Y tế cấp phép. Theo đó, mỗi nhà thuốc bị phạt 7,5 triệu đồng do bán lẻ thuốc không được bán theo quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa để tăng giá bán thu lợi. Để tránh mua phải những loại thuốc giả hay là thuốc chưa được công nhận bởi Bộ Y tế, mỗi người dân nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mua và nên mua thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ. Vâng thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà đến nay số ca tăng vọt cũng liên tục được ghi nhận ở các tỉnh thành khác. Để hạn chế tối đa các ca nhiễm, hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn tuân thủ những biện pháp phòng dịch một cách nghiêm ngặt. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Covid-19 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.